Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày dưới sự phù trợ của tam hợi, công việc của người tuổi Mão tiến triển khá thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh thường có những đánh giá không chính xác về năng lực của mình, dẫn đến việc lập ra những kế hoạch không thực tế. Còn những con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng Lịch Ngày Tốt theo dõi ngày sau đây nhé. Tử vi tuổi Tý. Theo tử vi thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2019, ngày hôm nay do phải chịu tác động xấu của cục diện tương hình nên người tuổi Tý trở nên nóng tính, dễ cáu bẳn. Bản mệnh có những suy nghĩ cực đoan nên chỉ thích làm theo ý mình, không muốn nghe theo lời người khác. Vì tính tình nóng này nên bản mệnh dễ phạm vào kẻ tiểu nhân. Hãy chú ý trong mọi việc, một khi đã bắt tay vào làm thì không được lơ là, sơ suất kẻo tạo kẽ hở cho những kẻ có ý đồ xấu, lợi dụng và hãm hại mình. Tỷ Kiên khuyên con giáp này nên hạ cái tôi của mình xuống, kiên nhẫn lắng nghe mọi người hơn. Khi có bất kỳ vấn đề mâu thuẫn nào xảy ra giữa anh em, bạn bè, đồng nghiệp, bản mệnh cũng không nên đổ thêm dầu vào lửa. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, nóng nảy, cáu bẳn. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, không nghe lời người khác. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, dễ phạm tiểu nhân. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, chú ý trong cuộc sống. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường, xanh nước biển. Đen, quý nhân phù trợ. Sửu, thân, thìn. Tử vi tuổi Sửu. Theo tử vi 2019, tương hình gây ra những tác động xấu cho sự nghiệp của bản mệnh. Bạn thường tự tin thái quá nên thích vượt lên phía trước để thể hiện mình. Chuyện này khiến bạn rơi hết vào rắc rối này, lại rơi vào rắc rối khác. Hãy suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, tránh tình trạng nông nổi, bốc đồng, không những không giúp được bản mệnh, còn người khác đánh giá cao mà còn làm phiền người khác thu dọn hậu quả giúp mình. Thiên quan cũng cho thấy con giáp này tránh va chạm với những người có cấp bậc cao hơn mình. Khi bị khiển trách, bạn tốt nhất nên kiên nhẫn lắng nghe, không nên to tiếng cãi lại, gây ấn tượng xấu cho lãnh đạo. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, tự tin thái quá. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, thích thể hiện. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, hay gặp rắc rối. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, suy nghĩ kỹ càng. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, không va chạm với cấp trên. Con số may mắn 7, 0, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ, Tý, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Căn cứ tử vi thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2019, thương quan cho thấy hôm nay là một ngày vất vả của người tuổi Dần trên lĩnh vực sự nghiệp. Những người làm ăn cần hết sức tránh đầu tư vào thời điểm này, bỏ xung quanh bản mệnh, không có bất cứ mối đầu tư nào đáng giá cả đâu. Bạn cũng có thể mâu thuẫn gay gắt với cấp trên của mình. Khi bất đồng với cấp trên, bạn cần lựa lời nói dễ nghe và thuyết phục bằng lý luận. Không nên nghĩ gì nói lấy, gây phật ý với người nghe, ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp. Mộc khắc thổ, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia cũng không được như ý muốn. Bản mệnh thường mang những chuyện không như ý ngoài xã hội về nhà và to tiếng với nửa kia. Điều này gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí trong gia đình. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, làm việc vất vả. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, mâu thuẫn với cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, nói năng không lựa lời. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, không nên đầu tư. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, to tiếng với nửa kia. Con số may mắn 4, 1, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, ghi, quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Xem lịch vận niên 2019 dưới sự phù trợ của tam hợi, công việc của người tuổi Mão tiến triển khá thuận lợi. Tuy nhiên, bản mệnh thường có những đánh giá không chính xác về năng lực của mình, dẫn đến việc lập ra những kế hoạch không thực tế. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định trọng đại nào, tốt nhất bản mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh nhiều hơn. Nhiều người sẽ giúp bạn đưa ra những gợi ý đúng đắn và những hướng đi mới mẻ hơn nhiều so với chỉ có mình một mình bạn. Thực thần báo hiệu hôm nay là một ngày tài lộc ấm áp với bản mệnh, đặc biệt là với những ai đang làm nghề tự do. Khoản tiền bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn bỏ ra, vì thế hãy có cách chi tiêu thích đáng. Tử vi tuổi Ất Mão, thủy, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão, hỏa, hay ảo tưởng. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thổ, tham khảo ý kiến. Tử vi tuổi Tân Mão, mộc, nhận được tiền thưởng.
Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, công việc được đền đáp. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh da trời, quý nhân phù trợ, mùi Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Xem tử vi hôm nay, nhờ có chính quan chiếu mệnh, người tuổi Thìn có một ngày làm việc cực kỳ thuận lợi. Những người đang giữ vị trí cao nhận được sự tín nhiệm của mọi người, những người làm nhân viên thì có cơ hội được cất nhắc. Tinh thần làm việc nghiêm túc và chu đáo của bạn nhận được sự tán thưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Nếu vẫn giữ vững được phong độ này, bạn hoàn toàn có cơ hội tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay là trực bế, không thích hợp để làm những việc trọng đại. Vì thế, nếu có thể, bạn mệnh nên đẩy lùi kế hoạch xuống một vài ngày, chờ thời điểm thích hợp hơn thì kế hoạch của bạn cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, được mọi người tin tưởng. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, có cơ hội cất nhắc. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, không nên làm việc chậm đại. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, người có trách nhiệm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tương lai hứa hẹn. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Tý. Tử vi tuổi Tỵ. Theo tử vi, hỏa sinh thổ, mối quan hệ xã giao của người tuổi Tỵ tiến triển tốt đẹp. Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Khi bạn gặp khó khăn, tất cả mọi người đều chẳng ngại giang tay giúp đỡ. Mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia của mình cũng đang tiến triển tốt đẹp. Nhờ đôi bên luôn chia sẻ và tâm sự với nhau nên bạn có thể đoán được suy nghĩ của nửa kia ngay cả khi người ta chưa lên tiếng. Chính tài cho thấy hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của bản mệnh trên phương diện tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng cho những thành công gần đây của mình. Đây sẽ là động lực để bạn cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, được yêu mến. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, được mọi người giúp đỡ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, công lao được đền đáp. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tình cảm tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, thấu hiểu nửa kia. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường đỏ, tím, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ, được nhị hợp phù trợ, hôm nay là một ngày rất phù hợp để người tuổi Ngọ hợp tác làm ăn. Bản mệnh có thể tìm được mối đầu tư đáng giá nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, lợi nhuận chắc chắn sẽ đến với bạn trong tương lai. Mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng rất tốt đẹp do bạn là người coi trọng tình nghĩa, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những bạn đã được bạn giúp đỡ trong thời điểm này chắc hẳn sẽ đem lại cho bạn nhiều lợi ích trong tương lai. Hỏa sinh thổ, con giáp này luôn tìm cách thấu hiểu con cái của mình. Đôi bên hãy trò chuyện với nhau thật nhiều. Nếu con cái làm điều gì không đúng ý bạn thì nên nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không nên la mắng, ép buộc. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, nên hợp tác làm ăn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, đầu tư có lợi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, thấu hiểu con cái. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, hãy giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, coi trọng tình nghĩa. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường hồng, da cam, quý nhân phù trợ, Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi. Tử vi 12 con giáp thấy rằng do có thiên quan gây rối, người tuổi Mùi cần cẩn thận hết sức trong sự nghiệp. Bạn có thể phải chịu sự chèn ép của đồng nghiệp và cấp trên. Điều này khiến cho bạn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi và thất vọng vì tương lai. Dưới tình huống như vậy, bạn cần phải có cách ứng xử phù hợp, không nên nóng nảy lỡ lời khiến kẻ xấu càng có cơ hội lợi dụng sơ hở. Khi cảm thấy quá căng thẳng, bạn nên tham gia hoạt động ngoài trời hoặc tâm sự với người thân để cải thiện tình trạng. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt cho ngày hôm nay là hướng Đông Nam và Tây Bắc. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, làm việc cẩn thận. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, cấp trên chèn ép. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, thay đổi tâm trạng. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, căng thẳng, mệt mỏi. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, có cách ứng xử phù hợp. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường vàng, cà phê, quý nhân phù trợ, Mão, Ngọ, Mùi.
Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi hàng ngày, thổ sinh kim, những người tuổi Thân còn độc thân trở nên rất đào hoa trong ngày hôm nay. Bản mệnh dễ dàng thu hút ánh nhìn của những người khác giới. Bạn có thể tìm được người ưng ý nếu biết mở rộng lòng mình. Tuy nhiên, những người lập gia đình cần phải biết giữ khoảng cách với những người khác giới tiếp cận mình. Nếu ứng xử khéo léo, bạn có thể nhờ vào đó khiến sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Nhưng nếu không khéo, bạn có thể gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Chính ấn là một dấu hiệu may mắn trên lĩnh vực sự nghiệp. Bản mệnh là người thẳng thắn, chân thành, thông minh nên thường được cấp trên đánh giá cao. Hãy xác định những mục tiêu rõ ràng và tham vọng hơn. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, được lòng người khác. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, tìm được người như ý. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, giữ khoảng cách với người khác. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, sự nghiệp phát triển. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, nên tham vọng hơn. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, bạch kim, vàng kim, quý nhân phù trợ, Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi thứ tư ngày 14 tháng 8 năm 2019, thiên ấn cho thấy bản mệnh tạo lập được uy tín của mình, nhất là những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật hoặc khoa học. Bạn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, ai cũng tin tưởng khi giao nhiệm vụ cho bạn. Bản mệnh là người thông minh, có tay nghề cao và phản ứng nhanh nhạy. Đây là những yếu tố rất cần thiết nếu bạn muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của mình và nắm bắt cơ hội đúng lúc. Thổ sinh kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp. Đôi bên luôn quan tâm và trò chuyện với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có việc gì vướng mắc, hai người luôn bàn bạc để đưa ra những quyết định cuối cùng. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, được mọi người tin tưởng. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, thông minh, nhanh nhạy. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, có cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, tin tưởng nửa kia. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, gia đình hạnh phúc. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt, 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, trắng, vàng kim, quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất. Xem tử vi phương Đông, thường hình khiến người tuổi Tuất trở nên quá căng thẳng. Bạn nghĩ gì nói nấy mà không suy nghĩ đến cảm nhận của mọi người nên dễ làm mất lòng người khác, khiến chính bản thân mình rơi vào nhiều rắc rối. Công việc của bản mệnh cũng dễ gặp trở ngại nếu bạn không suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định hoặc không đánh giá đúng được khả năng của mình. Những lúc gặp rắc rối, bạn nên bình tĩnh tìm cách giải quyết chứ nên không nên quá lo lắng hay áp lực. Chính quan cho thấy cơ hội thăng tiến vẫn có thể đến với mệnh chủ nếu bạn biết cách lắng nghe mọi người. Hãy mở rộng tư duy, đừng giữ mãi những suy nghĩ bảo thủ, cố kỹ của mình. Bạn sẽ thấy mọi việc đều có cách giải quyết hợp lý. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, quá thẳng thắn. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, dễ mất lòng người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, suy nghĩ bảo thủ. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, không đánh giá đúng bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, không nên áp lực. Con số may mắn 5, 8, giờ tốt, 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, xám, cà phê, quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Tuất. Tử vi tuổi Hợi. Theo tử vi hàng ngày, thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý. Bản mệnh có thể cảm thấy thất vọng vì ý kiến của mình không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thay vì vùng vằng khó chịu, hãy dành thời gian để xem xét lại kế hoạch đã đặt ra xem sao. Mối quan hệ với nửa kia cũng không được yên bình, đôi bên có thể xảy ra chiến tranh lạnh vì sự thiếu hiểu biết lẫn nhau. Cả hai đều cần bình tĩnh ngồi lại nói chuyện để thao gỡ mọi vấn đề. Vợ chồng không nên so đo với nhau. Kiếp tài cũng cho thấy bản mệnh dễ gặp xui xẻo trong sự nghiệp. Bạn dễ bị cuốn vào những vụ việc tranh quyền đoạt lợi, trốn công sở. Hãy xác định lập trường vững vàng cho mình để không bị bất cứ ai lôi kéo. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, không được ủng hộ. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, bực bội, nóng nảy. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, xét lại bản thân. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, xác định lập trường. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, mâu thuẫn với nửa kia. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt, 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Sửu, Dần, Mùi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Tử Vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.